Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Sáng ngày hôm nay thì Mỹ Hải lại tiếp tục đồng hành cùng mấy anh em thợ xây ở đây. Sẽ lập nốt phía trái bếp cũng như là sáng ngày hôm nay là sẽ lắng nền nhà ở đây nhé. Còn như các cháu mồ côi thì cũng có mấy cháu là cũng có vào trong ngôi nhà mới của mình rồi. Đấy, như buổi sáng ngày hôm nay thì các cháu đều vào trong nền nhà mới của mình là đã được rồi nhé. Còn bây giờ ấy, thì Mỹ Hải là cũng sẽ di chuyển ra phía đằng trái bếp để xem mấy em thợ ở đây để sẽ lắng nền nhà. Còn các cháu nhỏ thì cũng đang ngồi ở đây. Còn ở phía đây là trực tiếp là em Ly, là em chú của gia đình nhà năm cháu một cô ở đây là cũng sẽ bắt đầu tiếp tục sẽ bỏ xi măng ra để mình sẽ trộn vữa ở trong nền nhà đây. Lập xong trái bếp xong là sẽ quay sang là lắng nền nhà. Đấy, trong quá trình lắng nền nhà xong thì các cái cửa đây là Mỹ Hải là cũng sẽ đóng lại hết để rồi là ngày mai là Mỹ Hải là sẽ tiếp tục vào đây để rồi là mở cửa ra để cho ngôi nhà của mình sáng xanh sạch đẹp. Còn ngày mai là tiếp tục là vào trong nền nhà đây là đã được rồi, là ngày mai là Mỹ Hải là sẽ vào đây là bưng buồng ở đây. Đấy, sẽ mua một ván ép vào để bưng ngăn hai cái buồng như vậy để cho các cháu là mai mốt là có giường rồi là các cháu sẽ có hai cái không gian riêng. Còn bây giờ thì Mỹ Hải là cũng sẽ ra ở phía khu đằng trái ở đây xem các bác thợ lập này. Còn bây giờ ở đây ấy, thì hai cái tấm bờ lô đầu tiên là cũng đã được lập lên cái trái bếp ở đây rồi. Mấy anh em thợ là cũng đang được đặt lên như vậy. Ui, mình bóc cái giáo này liệu có đảm bảo không đấy? Thoải mái à? Rồi. Hai tấm đúng không? Hai tấm. Rồi, đủ hai tấm là đua ra được rồi. Cắt từ đây, cái này thì mới lật ra ngoài để có mưa nó không vào nhà. Rồi, có mưa thì mới không hất vào nhà. Rồi, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, còn cái trái bếp đây thôi, nhanh thôi mà nha. Tầm khoảng nửa tiếng thôi, nửa tiếng là lập trái bếp xong là sẽ quay sang là mình là lắng nền nhá, xong là những cái lô giáo kia kìa, bịt trước khi là mình lắng nền. Đấy, tí nữa mình bịt luôn, bịt xong là sau đó là mình sẽ lắng nền. Đây là mình để lỗ để mai mốt là các cháu lớn lên là sẽ làm một cái gác xếp chứ gì. Rồi rồi, nhất trí. Bịt những cái lỗ bên dưới này thôi, những cái lỗ dưới này này là mình bịt hết đi, bịt xong là mình lắng nền là vừa. Đấy, cả những cái lô giáo đây nhá, những cái lô giáo ở đây là mình sẽ bịt ra hết này, bịt hết rồi là trong quá trình mà mình sẽ lắng nền nhà thì cũng sẽ thuận tiện hơn. Rồi là còn ở phía ngoài này là tí nó sẽ bắt đầu làm bậc lên nhé, xây bậc lên. Ui, cái đấy chưa được bác trai ạ, tí nữa mình nhặt những cái vỏ cây này ra đó. Nhặt những cái vỏ cây này ra rồi là tí mình sẽ đặt lên làm thành ba bậc để lên. Còn là lối vào cửa chính đây là sẽ làm ba bậc để lên. Lên trên nhà thì sẽ thuận tiện hơn, còn không được bậc cao quá. Thì nó vẫn còn hai cái lỗ giáo ở hai bên độc đốc bên này ấy, là cũng sẽ bịt hết nhá. Thế là ngày mai là Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục là vào đây để bưng buồng. Rồi là ngày kia là Mỹ Hải là sẽ vào đây lắp biển. Đấy, đóng biển phần quà của anh hai ở trong miền Nam đã gửi tiền lên để xây được ngôi nhà cho gia đình năm cháu một cô ở đây. Đấy, ngôi nhà xây lên được như vậy cũng rất là rộng. Tí nữa xong hết là sẽ đóng hết tất cả các cửa này vào, đó là các cháu là sẽ không vào nhà.
để tránh trong quá trình mà nền nhà của mình chưa khô ấy. Chưa khô thì thành ra là nếu như mà các cháu sẽ vào nhà, nền nhà chưa khô thì các cháu đi vào là sẽ có vết dép hoặc vết chân. Cho nên là giờ là các cháu vào thì vẫn cứ vào, nhưng mà tí nữa là lúc trong quá trình mình láng ấy là sẽ đóng hết tất cả các cửa để sẽ không cho các cháu vào trong nhà, để tránh đến cái nền nhà của mình có vết chân hoặc vết dép. Còn là hôm trước là cũng có một cái đào ở phía bên này. Đấy, thì đâm ra là cái đào bên này là các bác là cũng hôm xây thì cũng vướng ấy, thế cho nên là các bác chặt đi rồi. Vẫn còn một cái đào ở đây. Đấy, còn cái đào ở đây thì sẽ để lại ở vị trí bên này, để rồi là mai mốt là cái đào này to lên rồi là sau đó là cũng sẽ có bóng mát. Có cái tấm nhựa sáng như vậy là nhìn vào trong ngôi nhà thì cũng rất là sáng. Mình trộn chỗ này là bao nhiêu bao đấy? Trộn chỗ này là bao nhiêu bao đấy? Ba bao. Ba bao à? Vâng. Bây giờ mình trộn là để vừa. Trộn để vừa á? Đây là có bao nhiêu bao xi ở đây? Đây còn là 8 bao. 9 bao nữa? Vâng. 9 bao. 3 bao đây trước rồi à? Vâng. Rồi rồi, nếu thế thì đủ. Còn là 4 bao ở dưới này á? 4 bao ở dưới nè? Vâng. Đủ 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 rồi. Còn trực tiếp là em già ở đây là em chú của gia đình nhà 561 cô ấy. Như những cái thước phim đầu của mình thì mình đã giới thiệu qua cho quý vị và các bạn cùng biết rồi. Em ý thì cũng trước là cũng có đi làm, thế cho nên là cũng bị tai nạn lao động ấy. Thì cái bàn tay phải của em ấy là cũng bị mất cả bàn tay rồi. Đấy, giờ là cũng chỉ còn nguyên tay trái như vậy thôi. Còn ông nội của gia đình nhà 561 cô ở đây là cũng chẳng may là các ngón tay của ông ấy là ngày trước là cũng có ngã vào trong bếp, thế cho nên là những cái ngón tay ấy là cũng đã cụt hết rồi, giờ là cũng chỉ còn là một bàn thôi, với lại là cũng mất một ngón nữa rồi, đấy, cũng chỉ còn 4 ngón thôi. Đấy, gia đình là thiệt thòi cũng rất là nhiều thứ. Còn trực tiếp là em Ly ở đây là em chú mà nuôi 561 cô, thì em Ly ở đây thì cũng không được may mắn cho lắm, thì em Ly ở đây là cũng thiệt thòi cũng rất là nhiều. Em lại cũng không được minh mẫn, nhanh nhẹn như mọi người khác, thế cho nên là cũng rất là thương em. Trộn xi măng như vậy là những cái mắc vứa đây cũng rất là cao này. Vứa rất là cao. Ui, con gái không được nghịch xi măng đâu. Đấy, bảo con gái không được nghịch xi măng đâu, tí lại hít vào đấy. Hay nghỉ cả. Ừ. Tí nữa mình láng nền là mình sẽ đóng hết cửa rồi, không cho các cháu vào đây nữa. Mai là các cháu vào được rồi. Đây là mai vào được rồi. Rồi. Hôm nay mình lắp cho nên mình đốt rồi. Rồi. Còn em già ở đây là trực tiếp là em chú của gia đình nhà 561 cô ở đây ấy. Nhưng em là cũng may mắn hơn, trước là bốc thăm thì được ở với bố, nhưng em cũng có lấy vợ về rồi, nhưng mà được cái là được bao nhiêu năm là chưa có cháu nhỉ? Vâng, giờ bây giờ được 2 năm rồi. Được 2 năm là cũng chưa cháu gì, chưa cháu nào. Còn em Ly thì lại bốc thăm là tách gia đình riêng, nhưng là lại 3 cháu. Nuôi 561 cô đó là 8 cháu. Và cả hai vợ chồng trẻ đó là 10 người nha. Rất là thương. Thiệt thòi đủ thứ.
Em trai em là chắc là lần này là lần đầu tiên được xây nhà phải không? Vâng ạ. Trước mình là quê rất nhiều nhưng mà bây giờ mình đã cùng cái tay rồi, bây giờ mình về nghỉ thôi. À, trước là em cũng làm nhiều rồi đúng không? Từ lúc mất cánh tay kia là lúc đấy mới nghỉ thôi đúng không? Vâng. Rồi. Như em Ly, em Ly. Nó là từ lúc 17, 18 nó là đến bây giờ ấy. Được 10 năm rồi ấy. Được 10 năm rồi á? Ờ, làm đi phụ hộ này. Đi là thật cũng được. À. Vẫn đi làm để kiếm cái tiền. Rồi rồi, nhưng mà chỉ với tôi là hơi chậm một tí thôi đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, em trai kia phải dậy này, đấy thấy chưa? Nhìn trộn vữa là anh đã biết rồi, đúng không? Trộn là phải trộn đều vào cơ. Đều. Đúng rồi. Tay phải của em kia là chỉ đỡ thôi đúng không? Mấy năm mà không hiểu á? Làm gì? Thôi cứ từ từ. Vì là em cũng chậm hơn mọi người khác thôi, cho nên là từ từ hướng dẫn từ từ là sau này em không biết làm mà. Mình vừa đi làm nó vừa giải. Vừa đi làm phải vừa dạy chứ. Vâng. Nếu mà đùng một cái mà ai cũng giỏi luôn rồi thì lại không thành rồi. Vâng. Còn mấy anh em thợ thì cũng đang lập trái bếp ở phía đằng cửa phụ bên kia. Thế cho nên là lập trái bếp bên trong ấy là cũng gần xong rồi. Chờ mấy anh em lập nút trái bếp xong nữa là sẽ quay sang ở đây là sẽ lắng nền nhà. Cái bột đá đây là mình vẫn còn một ít ở chỗ quay chỗ cây chuối kia đúng không? Vâng ạ. Rồi rồi. Rồi anh tưởng là sợ chỗ này là không đủ đấy. Đúng rồi. Tí nữa mình phải căng dây. Vâng. Căng dây trước là mình lắng nó phải. Đúng rồi. Sáng nay mưa, vâng. Anh cứ lo là mưa là lúc mình làm trái bếp kia là không được này. Vâng. Đấy, nay là ửng nắng rồi. Nhưng mà mình phải tính ra xong rồi. Lập vào lo xong rồi, bây giờ nó cứ mưa vào thì mình mới lắp. Đúng rồi. Vâng. Mình phải lập xong trái bếp rồi thì mình mới láng chứ. Vâng. Còn không lúc mình láng xong là trong quá trình trời mưa là lúc đây là nước mưa hắt vào là không ổn đâu. Vâng. Bây giờ trời mưa mình ở trong nhà thì mình cứ lắp vào. Trời mưa là bây giờ là không lo rồi. Không lo rồi. Không lo rồi. Ở nhà làm. Đúng rồi. Anh là bác trai mới để lấy cái quà bé thế, cái cuốc này bé quá. Còn ở đây thì em trai thì cũng đang đóng đinh. Là phải cắt tiếp tục là lấy đinh đóng như kia lúc cao su ở đây. Đóng đinh rồi là sẽ bắt đầu là lại tiếp tục là sẽ cho lên khu bếp ở bên trong này để lập nhà lên. Đấy, giờ đóng được hết như vậy rồi, cũng rất là sáng nhà. Vì là như hôm trước thì Mỹ Hà có nói rằng là sẽ để một cái ô hơi thoáng đây để cho sáng nhà. Để rồi là mai mốt là các cháu mà có đun bếp ấy là sẽ tạo thành những cái lỗ thông hơi luôn. Chúng chỉ còn một không gian nhỏ cho nên nó là xong rồi, khá là nhanh. Còn ở phía bên trên này ấy, là cũng chỉ còn tầm khoảng 4-5 tấm nữa thôi, 4-5 tấm nữa là hết rồi. Mình tính cái đinh này đủ thôi em.
đây này thoải mái. Thừa. Thừa là tốt, sợ thiếu thôi. Thiếu là mình chạy đi chạy lại là vất cho mình đâu. Thừa là tốt. Đúng rồi. Mình không vất để đi mua lại. Thừa là mai mốt là mình đầy việc làm mà. Đầy chỗ làm. Kiểu gì cũng thừa tốt. Ao quá, thừa tốt. Thế à? Không đủ thì vất. Không đủ thì vất đúng không? Nào, làm lại vất. Con lùi ra, mình vào trong nhà đi đi, mình vào đây đi. Còn ở đây thì đã trộn được vừa như vậy rồi. Còn trong khu bếp đây ấy, là cũng đã được 2-3 xe rùa trong này rồi. Để sẽ láng ở trong khu bếp ra trước. Rồi là mới bắt đầu là sẽ láng ở trong khu nhà. Đấy, còn khu bếp đây là cũng đang được lấy cuốc như vậy để săn băng. Rồi là tí nữa mình sẽ lấy bắt đầu là thước nhôm để rồi mình sẽ cán lại nhé. Còn ở trong bếp ở đây, đấy là mấy ô thoáng đây là cũng đã được bịt như vậy rồi. Vẫn còn một cái ô thoáng ở đây nữa thôi. Đấy, cái ô này là ô lố giáo ấy. Hôm trước đồng bắc lên để trong quá trình mà mình lập bờ lô ở trên này. Đấy, lập bờ lô ở trên này thì cũng đang bắc giáo lên để trong quá trình xây. Và vẫn còn mấy cái lố giáo ở đây là tí nữa cũng sẽ bịt hết nhá. Cũng có một bác là chuyên bịt những cái lố giáo này. Và có mấy anh em thợ ở đây là cũng đang trộn vứa như vậy để rồi là sẽ lấy những cái cuốc như vậy để rồi là mình săn bằng ra rồi là tí nữa mình sẽ lấy thước nhôm mình sẽ cáng lại. Còn những cái cửa phụ ở đây quý vị ạ, còn những cửa phụ ở đây là thợ thì cũng đang hàn sắt cho cái cửa phụ ở khu góc bếp đây. Đây là Mỹ Hải là cũng quyết định rằng là sẽ dùng ở khu bếp đây là sẽ dùng bằng cửa sắt. Đấy, thì trên đây là còn là những cái cửa mà bằng gỗ và cái cửa phụ mà chỗ em cũng đang đóng ở phía bên kia quý vị ạ. Đấy, đây là cửa phụ mà sẽ dùng bằng gỗ nhé. Còn cửa chính với lại là cửa sổ ở đây ấy, là cũng sẽ dùng bằng gỗ hết. Còn mỗi cửa phụ mà ở trong khu bếp ấy là mới dùng bằng tôn thôi. Đấy, còn như hôm trước thì sò là cũng có về đây mà cũng đã dọn và cũng đã lắp được hết như vậy rồi. Thế cho nên là thiếu đinh, thế cho nên là mỹ sò thì cũng chưa lắp được. Còn em ở đây thì hiện giờ là cũng đang đóng đinh rồi là lắp bản lề vào như vậy rồi là sau đó là mình sẽ đóng được những cái cánh cửa như vậy rồi. Đấy, hiện giờ là em cũng đang được lắp vào như vậy. Em ở đây là một trong những em mà cũng đã là thợ mà cũng đã ra ngoài huyện để phụ vữa rồi. Vì là đây là mỗi người một khâu, thế cho nên là em ở đây thì cũng đang giúp Mỹ Hải rằng là đóng bản lề vào như vậy để mình sẽ lắp cửa phụ. Cái cửa phụ đấy dùng bằng gỗ là để cho khoe được cái cửa phụ ở ngay phía mặt đường đây. Đấy, mỗi lần mà có khách đi qua lại thì nhìn thấy những cái cửa phụ như vậy thì cũng sẽ rất là đẹp. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng quyết định rằng là những cửa phụ mà ở ngay mặt tiền như vậy là Mỹ Hải là cũng sẽ dùng bằng cửa gỗ như vậy nhé. Đấy, còn hiện giờ là em cũng đã lắp được hết như vậy rồi. Đấy, ý là Mỹ Hải là làm then chốt bên trong. Rồi là sau đó là mình láng nền xong. Láng nền xong là sau đó là mình sẽ đóng hết những cái cửa đây vào. Để mai mốt là khô rồi thì Mỹ Hải là mới bắt đầu là sẽ mở ra. Rồi là ngày mai là Mỹ Hải cũng sẽ tiếp tục vào đây. Rồi là sẽ lấy vấn ép. Rồi là sẽ bưng buồng. Đấy, bưng hai buồng để cho các cháu ở đây. Để sẽ bưng hai buồng. Một buồng là ở phía bên góc bên này và một buồng thì ở vị trí mà Mỹ Hải cũng đang đứng ở vị trí đây. Đấy, sẽ làm hai buồng, ngăn hai buồng riêng ra để cho các cháu thì cũng vừa có không gian riêng. Đấy, còn cửa phụ đây là cũng đã được lắp đặt được như vậy rồi, đóng bản lề như vậy thôi thì cũng khá là nhanh. Hôm nay là như kiểu là đang vẫn thiếu người phải không? Hôm nay vẫn thiếu ạ. Vẫn thiếu à? Hôm nay là mình có bao nhiêu người nhỉ? 2, 4, 6 người thôi à? Vẫn còn hai bác kia là ở trong thôn bản là vẫn đang bận việc à? Đúng rồi. Ôi trời.
Công việc là có nghĩa là hôm nay nó là xong rồi đấy, xong rồi, nhưng mà hai bác vẫn chưa thế đến à? Rồi chắc hai bác kia là không làm luôn rồi, phải không? Hay là bảo làm lỗ quá là không làm, hay là như nào? Hai bác kia bảo lỗ quá này nên chạy rồi. Lỗ quá là chạy à? Thế thế lúc nào quý vị bảo là trong thôn có việc, hôm đầu là có việc thật nha. Đấy cố ủng như vậy là mình đeo ủng vào để tránh những cái nước xi đây để ăn chân. Đây là mấy em nó có cả thước nhôm như vậy nhé. Đấy, lấy thước nhôm như vậy là tí nữa mình sẽ cán này sẽ rất là phẳng. Đấy, còn trực tiếp là em già ở đây là trực tiếp là em chú của gia đình nhà năm cháu một cô ấy. Tuy rằng là em cũng chỉ còn một bàn tay như vậy thôi, nhưng mà được cái là em cũng có đến giúp đây. Như Mỹ Hải cũng có nói rồi, thì là em hôm nay là các bác thợ đấy mà trong quá trình mình lắng nền nhà như vậy là mình cũng có giúp đẩy vứa vào đây để cho mình em ở đây là cùng nhau làm mỗi người một tay cho nhanh. Xin chúc mừng gia đình nhà năm cháu một côi. Nền nhà thì giờ là cũng đã xong rồi, gọi là nền nhà này nữa, rồi là ngày mai là bắt đầu là đóng buồng. Cũng chỉ còn tầm khoảng là tính bằng phần trăm và tính bằng giây nữa thôi quý vị ạ. Thế cho nên là ngôi nhà của gia đình nhà năm cháu một côi đây là cũng sẽ được hoàn thiện hết. Thì ngày mai là Mỹ Hải là cũng sẽ đồng hành cùng mấy anh em đây, vì là mấy anh em thợ đây là Mỹ Hải là cũng chỉ quán mấy anh em thợ đây là xây nhà với lại láng nền nhà, chứ còn là bưng buồng đây thì Mỹ Hải là cũng sẽ nhờ mấy anh em trong thôn bản đây. Như hôm vừa rồi thì trực tiếp là trưởng thôn thì cũng có nói với Mỹ Hải rằng là thôi thì là còn những cái bưng buồng đấy thì mấy anh em thợ trong này là cũng có máy bào với lại là mấy anh em ở đây là cũng có biết làm, thế cho nên là cũng chỉ nhờ thôi. Thế cho nên là còn là ngày mai là Mỹ Hải lại tiếp tục vào đây. Và vẫn còn phần quà của cô Samulai ở bên Mỹ ấy, thì như vừa rồi thì Mỹ Hải cũng trao đổi trực tiếp với cô Samulai ở bên Mỹ rằng là thì gia đình các cháu đấy là cũng chưa có giường, thế cho nên là Mỹ Hải là cũng sẽ trích phần tiền của cô để mua hai cái giường để cho các cháu được ngủ. Và vẫn còn cũng phần quà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ ấy, là cũng có gửi tiền về cho Mỹ Hải để Mỹ Hải là cũng có mua thực phẩm vào để cho gia đình nhà năm cháu một côi. Thế cho nên là Mỹ Hải thì mấy hôm vừa rồi đây thì Mỹ Hải cũng đang bận đồng hành cùng các bác thợ ở đây. Đấy, cũng đang bận cùng các bác thợ ở đây. Thế cho nên là Mỹ Hải là cũng chưa mua thực phẩm cho gia đình nhà năm cháu một côi. Như cô Hai Bắc ở bên Mỹ thì cũng có nói với Mỹ Hải rằng là cũng rất là thương gia đình vợ chồng nhà em Ly ở đây, là cũng trực tiếp là trông nom mà chăm sóc năm cháu một côi. Thế cho nên là cô Hai Bắc ở bên Mỹ là có nói với Mỹ Hải rằng là mua thực phẩm vào đây với lại là mua thức ăn vào đây thì thôi thì là cả vợ chồng em là cũng sẽ nấu cho gia đình các cháu và vợ chồng em là cũng sẽ ăn cùng. Thế cho nên là Mỹ Hải là cũng rất là mừng rằng là thôi thì là mai ngày kia rồi là lúc đó mà ngôi nhà của các cháu đi xong hết rồi ấy, thì Mỹ Hải là sẽ tiếp tục là trao phần quà của cô Samulai ở bên Mỹ cũng như là phần quà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ nhé. Vì láng nền như vậy thì cũng khá là nhanh, láng từ trong khu bếp rồi là sẽ bắt đầu ra đây, rồi là mình mới bắt đầu là di chuyển ra phía ở khu vực ngoài này. Đấy, sẽ di chuyển ra phía khu vực ngoài này nhé. Như ban đầu thì cũng có mấy anh em thợ ấy, và cũng có các bác thôn dân bản đây là cũng có bảo là cho những cái cánh cửa ở đây cho Mỹ Hải, nhưng mà theo như kia Mỹ Hải ấy, bảo là những cái tôn đây là rất là mỏng, thế cho nên là nếu mà mình làm cửa phụ ấy là cũng không được tốt. Thế cho nên là Mỹ Hải là cũng có nói rằng là thôi thì Mỹ Hải là sẽ để lại những cái cánh cửa này, mà Mỹ Hải là xin chân thành cảm ơn thôi. Đấy, sẽ để lại những cánh cửa đây vì là những cái tôn này rất là mỏng. Đấy, rất là mỏng, thế cho nên là mai mốt là những cái tôn này cũng sẽ bị hỏng đi. Thế cho nên là Mỹ Hải là cũng có đang đặt mấy anh em thợ rồi, chắc là mai là mấy anh em thợ là cũng sẽ lắp được cả cửa phụ mà ở trong khu bếp ra như vậy rồi. Còn bột đá thì như hôm vừa rồi ở đây. Đấy, bột đá thì như hôm vừa rồi ở đây thì bột đá ở đây là cũng có vận chuyển mà cũng được để ra khu vực ở phía bên cạnh nhà
em Ly ấy, trực tiếp là em chú ở đây đấy, là cũng hôm vừa rồi là cũng đã vận chuyển được cả bên này. Để rồi là như trực tiếp là ông nội của gia đình nhà năm cháu mồ côi đấy, là cũng có chia sẻ với Mỹ Hải rằng là còn cái phần sân ở đây là mai mốt là ông nội của gia đình nhà năm cháu mồ côi ấy, là cũng sẽ tự bảo các con của mình, rồi là sẽ láng một cái sân ở đây đấy, rồi là sau đó là ông nội của gia đình nhà các cháu mồ côi đấy là cũng sẽ bỏ hết cả những cái cây chuối đi đấy, rồi là sẽ láng cả một cái sân. Còn Mỹ Hải cũng có nói rằng là nếu thế cũng được, còn Mỹ Hải là cũng sẽ làm ở đây, làm đây là những cái cửa chính đây đấy, từ bắt đầu cửa chính này, từ cửa chính đây rồi là sẽ vào trong, là Mỹ Hải là cũng sẽ bảo mấy em thợ đây làm đấy. Còn cát ở bên này thì vẫn còn nhiều, thế cho nên là ở phía bên dưới mà như hôm trước là cũng có gửi nhờ các bác hàng xóm đấy ấy, là xi măng đấy, xi măng thì cũng còn là buôn bao ở phía bên dưới này nhé. Còn là trực tiếp là nhà của em Ly, như thước phim đầu tiên của mình vào đây thì trực tiếp là em trưởng thôn đấy là cũng có giới thiệu cho Mỹ Hải là em Ly ở đây là trực tiếp là nuôi gia đình nhà năm cháu mồ côi đấy, trực tiếp là em chú. Ngôi nhà cũng sập sệ mà cũng ọp ẹp hết rồi, thế cho nên là cũng rất là thương gia đình nhà em Ly ở đây. Hiện giờ là nhà năm cháu mồ côi ở đây ấy, là cũng đã xây xong hết được như vậy, là Mỹ Hải cũng rất là mừng rồi, cũng khá là nhanh, thế cho nên là các cháu là cũng có một cái ngôi nhà mà rất là khang trang nhé. Từ giờ trở đi thì các cháu mồ côi ở đây là cũng không lo là nắng mưa nữa rồi, các cháu là có những cái ngôi nhà cực kỳ là kiên cố rồi, xây được hết như vậy rồi, cũng chỉ còn chờ lắng nền và bưng buồng nữa là các cháu là sẽ bắt đầu là bước vào trong nhà để sử dụng ngôi nhà ước mơ của gia đình nhà năm cháu mồ côi ở đây nhé. Cũng may chăng rằng là cũng có những cái tấm nhựa sáng như vậy ấy, để cho ngôi nhà sáng nhé. Còn không thì mỗi lần mà mình sẽ bắt đầu là mình đóng những cái cửa chính đây rồi. Để đóng cửa chính đây rồi là sau đó là nếu không mà không có những tấm nhựa sáng ấy là cũng sẽ rất là tối này. Để giờ là Mỹ Hải này cũng sẽ đóng cái cửa chính đây. Để nếu đóng những cửa chính đây này cũng sẽ rất là tối này. Ăn thông cao sao? Mình cũng đang bảo bác trai ở đây là cũng sẽ đóng hết cửa chính như vậy. Thì bây giờ là hiện là lên một ngôi nhà rất là đẹp rồi quý vị này. Đấy. Theo như Mỹ Hải nghĩ ấy, thì ngôi nhà này đẹp ngang với ngôi nhà mà của gia đình nhà bốn cháu một côi. Vì là mỗi tội là các cháu ở đây, là ngôi nhà của các cháu đây là mình xây mập mà mình không chát thôi. Đấy, ngôi nhà cũng rất là đẹp này. Giờ đóng cửa hết được như vậy là cũng rất là kiên cố rồi. Đấy, giờ là Mỹ Hải là tiếp tục là sẽ di chuyển vào trong nhà của gia đình năm cháu mồ côi ở đây để xem mấy anh em thợ ở đây để tiếp tục là láng nền nhé. Và qua đây một lần nữa thì Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn anh hai ở trong miền Nam đã gửi tiền cho Mỹ Hải. Nốt hôm nay nữa là láng nền nhà xong là coi như là chỉ tính bằng giây bằng phút nữa thôi là các cháu là cũng sẽ được vào trong ngôi nhà ước mơ của mình để được ở rồi. Còn đây thì bác trai đấy là cũng đang lấy dao để chặt những cái viên gạch nửa ra như vậy để sẽ biệt, tiếp tục là mình sẽ biệt cái lô giáo ở đây nhá. Còn là cái phần mà giáo ở trên ngang với cái xà đây này là Mỹ Hải là có sẽ để lại để mai mốt là các cháu còn lớn lên rồi, là các cháu có điều kiện rồi là sau đó là các cháu sẽ đi chặt cây về, rồi là các cháu sẽ làm một cái trần và với lại một cái gác xếp ở trên này, rồi là sau đó là các cháu sẽ được để ngô cũng như là sẽ được để những cái thực phẩm hoặc là cái gì đó để mình sẽ để trên gác trên này nhé. Đấy, còn những cái lô giáo ở bên này là Mỹ Hải sẽ để ngang với cái xà đây, rồi là mai mốt là mình sẽ gối những cái xà lên thì sẽ bằng dạ với lại cái xà đây thì các cháu là sẽ được một cái gác xếp. Trong khu bếp là hiện giờ là cũng gần xong rồi. Chính tỏ là còn một tay thôi nhưng mà cũng rất là khỏe đấy nhỉ.
Mình không làm thì ai làm cho mình? Mình không làm ai làm cho mình à? Thôi thì là mỗi người một tay đúng không? Một tay đứa, một tay thiếu. Rồi. Còn mấy anh em đây ấy, là cáng ở trong cái khu bếp này ra trước ấy, rất là phẳng này. Nếu mà không phẳng ấy thì bình thường là mình nhìn mình biết ngay chỗ nào mà có nhiều nước ấy là chỗ đấy mà chỗ lõm, còn chỗ nào mà không có nước đấy là chỗ đấy chỗ lồi lên. Thế thì chúng mấy anh em thợ là làm cũng rất là chuyên nghiệp này. Láng từ trong khu bếp sẽ ra khu phía ngoài. Cửa này vẫn chưa xong à? Xong rồi. Này nữa. Khóa vào sao nào? Rồi. Căng tí để đấy, nếu mà các là nó đấy, cho vào đấy một cái khóa. Rồi. Tránh sau này mà nhớ mà các cháu muốn cái một chia. Đấy đúng rồi. Đấy, vì là cái khóa này là mình cứ để tạm đấy thôi mà. Thôi thì mua là mua chọn tròn một bộ, vì là những cái cửa phụ đây này. Đấy, mình cài ở trong nhà rồi là mình ra cửa chính, đây là mình đã khóa ngoài cửa chính rồi mà. Rồi cửa phụ đây là cũng đã được lắp bản lề và cũng đã xong rồi, với lại là đã lắp được ổ khóa như vậy, then chốt hết như vậy rồi. Đấy, thì mấy anh em thợ là cũng chỉ việc là láng nền nữa thôi. Đấy, còn cửa đây là cũng sẽ không mở nữa, mai mới mở. Lúc nào mà khô nền nhà khô rồi mai mới mở. Còn ở trong khu bếp ấy là mấy anh em thợ đấy là cũng đã chuẩn bị là gần xong rồi. Mấy anh em đây là cũng đang vận chuyển vừa ra đây để khu trái bên này trước. Rồi là mình sẽ làm giật lùi lại từ cái gian đây, rồi là sẽ còn bột đá trên lại tiếp tục trộn, rồi là gian bên này. Rồi là mình sẽ thu hồi dần từ gian giữa rồi sẽ ra phía ngoài cửa chính đây. Chào bác nhá. Đấy, bác hàng xóm rất là thương các cháu một cô đấy đúng không? Nay ở nhà thôi hay làm gì bác? Nhà đâu? À, nay ở nhà thôi à? Vâng. Xuống nhà. Vâng, vâng, tí nữa cháu xuống, cháu đang xem mấy anh em thợ làm tí đã, tí cháu xuống. Vâng ạ, vâng ạ. Bác hàng xóm đấy là cũng biết Minh Hải là ngày nào cũng vào đây, thế cho nên là bác hàng xóm là ngày nào là cũng có mời Minh Hải là sang uống nước nhà bác hàng xóm bên này. Nhưng Minh Hải cũng có nói rằng là Minh Hải cũng đang xem mấy anh em thợ đây để lắng xong nền nhà. Rồi là tí nữa Minh Hải mới bắt đầu sang nhà bác ở đây để uống nước nhé. Trong khu bếp là hiện giờ nó gần xong rồi. Gần xong chưa em? Dạ, sát xong rồi anh ạ. À, rồi rồi rồi, đấy. Cố gắng cán cho anh thật phẳng vào. Vâng, anh sẽ cố gắng ạ. Rồi. Đấy, mình làm thì trong khu bếp xong rồi mình kéo ra. Ở ngoài này là rộng rồi, nhanh rồi. Còn đây là những cái chốt khóa mà Mỹ Hải nó có mua vào đây. Đấy, đây là những chốt khóa mà cửa chính đây. Đây là những cái bộ khóa mà cửa chính đấy. Rồi là tí nữa cũng sẽ được lắp vào đây. Lắp vào đây xong là tí nữa sẽ đóng cửa vào. Đóng cửa vào là để các cháu là đỡ vào trong nhà. Để những cái nền nhà của mình đỡ hỏng. Ông muốn nó có ông muốn nhiều không ạ? Không mà.
Còn những cái điểm nào mà bị trúng ấy, trúng là sẽ bị đọng lạnh nước như vậy. Đấy thì mình cũng vừa nói với mấy anh em thợ đấy là mình sẽ lấy thước nhôm như vậy để mình sẽ cán cho thật phẳng để tránh có nước. Đấy, nếu có nước mà bị chảy và bị trúng như vậy là chỗ nào bị trúng, như chỗ nước xi bên kia là đang vào chỗ khu bếp trong kia là đang bị trúng này. Cho nên là Nguyễn Hải cũng vừa nói với anh em thợ đây rằng là mình sẽ cán vừa ở đây cho thật phẳng vào. Đấy, mấy anh em đây là cũng có nói với Mỹ Hải là thôi thì là cũng đang tận dụng từ trên xuống là mấy anh em là cũng sẽ láng khu gian dưới này, còn cái khu mà ở phía bên trong này ấy, là tí nó sẽ khóa sau là ở chỗ chốt mà cửa phụ kia. Cho nên là Mỹ Hải bảo là các bác thợ đây để tùy các bác làm như nào để cho thuận tiện là do mình. Thế cho nên là các bác đây là mấy anh em đây là cũng sẽ láng gian chính giữa đây, với lại là từ trong khu bếp ra cái khu bên này là cũng đã xong rồi. Đấy, còn gian giữa đây, với lại còn một gian bên đấy là nó đã hoàn thiện là xong nền nhà cho gia đình nhà năm cháu một cô ở đây. Và Mỹ Hải cũng xin nhắc lại rằng là vẫn còn phần quà của cô Samulai ở bên Mỹ ấy, thì cũng có gửi quà về cho gia đình nhà năm cháu một cô ở đây. Thì ngày mai là Mỹ Hải là cũng sẽ mua giường vào cho các cháu, cũng như là sẽ tiếp tục là trao phần quà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ để cho gia đình nhà năm cháu một cô ở đây có thực phẩm, thức ăn. Còn phần quà của anh Hai thì ngày kia là Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục vào trong này để Mỹ Hải cũng sẽ gắn biển ở tại đây. Đấy, phần quà của anh Hai mà xây ngôi nhà cho gia đình nhà năm cháu một cô ở đây ấy, là ngày kia là Mỹ Hải lại sẽ tiếp tục vào trong này để cùng trưởng thôn ở trong này sẽ vào trực tiếp trong nhà gia đình nhà năm cháu một cô ở đây để gắn biển phần quà của anh Hai đã tài trợ ngôi nhà cho gia đình nhà năm cháu một cô ở đây nhé. Khá là nhanh, tầm khoảng 30 phút nữa là cũng sẽ hoàn thiện xong hết láng nền nhà đây rồi. Còn đây thì anh em đây là cũng đang tiếp tục lại trộn dưới ở trên này. Nền nhà đây thì cũng gần xong rồi. Giờ là Mỹ Hải là cũng sẽ chào mấy anh em thợ đây. Rồi là Mỹ Hải là cũng rất là tin tưởng với anh em thợ đây. Cán nền nhà mà cũng có những cái thước nhôm như vậy cán ấy thì cũng rất là phẳng này. Thế cho nên là Mỹ Hải là giờ là cũng sẽ đi lo thêm ván ép của đây để mai là sẽ tiếp tục là ngăn buồng cho gia đình các cháu đấy nhá. Giờ là Mỹ Hải sẽ chào mấy anh em thợ đây rồi là sẽ cố gắng giúp Mỹ Hải cái phần việc còn lại để giờ là Mỹ Hải tiếp tục đi lo cái phần việc tiếp theo. Em ơi, giờ là cũng muộn rồi ấy, chắc là cũng chỉ còn tầm khoảng 30 phút nữa thôi. Xong là mấy anh em ở đây, giờ mấy anh em đây là cố gắng là làm cho anh, rồi là tí nữa ở trước cửa kìa, ba bậc kia lên nhá. Vâng. Dạ, là đội em là
xe láng cho anh ở ngoài cái nốt nhá. Vâng, anh có việc anh cứ về để bọn em cứ làm thôi. Rồi rồi rồi. Đấy, anh đi xong rồi anh lại lo tiếp tục công việc tiếp theo. 25 phút là xong ngay rồi. Rồi 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 rồi, cố gắng cắn cho anh thật phẳng nhá. Cắn cho nó phẳng đi. Rồi rồi. Đấy, còn đây là mấy anh em làm tiếp tục này, cũng chỉ còn một cái gian nhỏ ở đây nữa thôi. Còn là những cái cửa phụ đây thì như ban đầu thì mình đã giới thiệu cho qua quý vị và các bạn cũng biết rồi ấy, là những cái cửa phụ đây là cũng đã đóng được hết như vậy rồi. Thế là còn bây giờ là cũng có cả những cái chốt khóa như vậy quý vị ạ. Đấy, cũng có cả những chốt khóa như vậy rồi. Tí nữa là mấy anh em là sẽ chốt khóa từ đây, rằng là sẽ khóa cửa lại để rồi là có cái trái đây để tránh các cháu nhỏ là đỡ phải vào trong nền nhà của mình ấy, để cho cái nền nhà của mình là đỡ có những vết dép với lại là vết chân. Thế cho nên là cũng đã đóng được xong hết như vậy. Còn đồng chí em ở bên dưới này ấy, là cũng tiếp tục là lắp nốt cái ổ khóa mà cửa chính lên thôi. Đấy, nốt cửa chính lên là xong, hoàn thiện là ngôi nhà cho gia đình nhà nằm trong một côi đây rồi. Đấy, còn đây là cáng tầm khoảng 25-30 phút nữa là mình em thợ đây là cũng là sẽ làm xong công việc của mình rồi. Có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải là sẽ tiếp tục là đi tìm Lê Văn F để rồi là mai là sẽ tiếp tục là trở vào đây để rồi là sẽ ngăn buồng đây ra. Đấy, ngăn buồng đây ra để cho các cháu mồ côi là cũng sẽ có các cháu là cũng có cái phòng riêng của các cháu. Để mai một các cháu lớn lên rồi là cũng mới có phòng riêng nhé. Có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Một lần nữa thì Mỹ Hải cũng thay lời gia đình nhà năm cháu mồ côi ở đây. Xin Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn anh hai ở trong miền Nam cũng đã gửi tiền lên cho Mỹ Hải để xây nhà cho gia đình nhà năm cháu mồ côi ở đây. Còn lập mái nhà ở đây là như hôm qua đã lập xong rồi. Và sáng nay là mấy anh em thợ đây là cũng tiếp tục là lập xong nốt cái khu trái bếp ở phía bên trong. Giờ là cũng chỉ còn láng nền nhà nữa là xong hoàn thiện ngôi nhà cho gia đình nhà năm cháu mồ côi ở đây. Và như ban đầu thì mình cũng đã giới thiệu qua cho quý vị và các bạn cũng biết rồi ấy. Như ngày kia là mình sẽ tiếp tục vào đây để sẽ lắp biển. Đấy, phần quà của anh hai đã gửi tiền đến cho Mỹ Hải. Đấy, lắp biển tên rồi là Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục là vào đây. Và Mỹ Hải đến hôm lắp biển ấy là Mỹ Hải lại sẽ tiếp tục là nhờ trưởng thôn là đồng hành cùng Mỹ Hải vào đây để lắp biển nhà cho gia đình nhà năm cháu. Còn ở đây là cũng chỉ một đống đây nữa thôi. Đấy, còn nốt đống vữa đấy là hoàn thiện xong hết rồi. Đấy, còn giờ là Mỹ Hải cũng sẽ ra phía mặt tiền để quay tổng thể lại ngôi nhà cho quý vị và các bạn cùng biết. Nốt ổ khóa đây là xong đúng không? Là nốt cái này, khóa này là xong. Rồi rồi rồi. Cái bên này được chưa? Cái bên này được. Cái bên này được có gì? Rồi. Đấy, sẽ lắp những cái ổ khóa như vậy để rồi là mai mốt là các cháu vào bên trong nhà thì các cháu sẽ chốt vào bên trong, mà các cháu ra ngoài ấy là cũng sẽ có những cái then chốt như vậy. Rồi là các cháu sẽ chốt ở phía ngoài. Đấy, giờ là em cũng đang lắp ở đây